Thưa quý vị, năm 2020 là một năm đa số ngân hàng ghi nhận tăng trưởng cao ở các hoạt động phi tín dụng như là dịch vụ, bảo hiểm, kinh doanh, ngoại hối, mua bán chứng khoán. Trong đó thì nhiều ngân hàng bất ngờ báo lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng đột biến so với năm 2019. Trong đó thì chứng khoán đầu tư được ghi nhận là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng. Hiện chứng khoán đầu tư do các ngân hàng nắm giữ chủ yếu là chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu, tín phiếu và các công cụ phái sinh có rủi ro thấp. Trái phiếu thường là loại giấy tờ có giá trị lớn trong danh mục chứng khoán đầu tư của các ngân hàng. Trong đó thì trái phiếu doanh nghiệp thường có lãi suất cao hơn, độ rủi ro cũng lớn hơn, trong khi trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các tổ chức tín dụng lãi suất thấp nhưng lại an toàn hơn. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng trong năm 2020 được ghi nhận tăng đột biến ra sao? Và đây có phải là lĩnh vực kinh doanh tiềm năng của các ngân hàng trong năm 2021 này hay không? Câu trả lời sẽ có trong những phút tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, năm 2020 kết thúc, các ngân hàng cũng đang lần lượt công bố kết quả kinh doanh sau một năm đầy khó khăn và thách thức. Trong khi mảng tín dụng của nhiều nhà băng có dấu hiệu bị co hẹp lại ít nhiều do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, thì lợi nhuận của nhiều thành viên lại được bù đắp bởi các hoạt động kinh doanh phi tín dụng. Trong đó, riêng về mảng kinh doanh chứng khoán trong năm 2020 đã giúp không chỉ những nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, mà nhiều ngân hàng cũng ghi nhận lãi đột biến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán nhờ thị trường sôi động. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp thông tin sau của chúng tôi để có cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này. Báo cáo tài chính hợp nhất quý tư và năm 2020 của Ngân hàng Techcombank công bố cho biết trong năm qua ngân hàng lãi trước thuế 15.800 tỷ đồng, tăng 23% và vượt 21,5% kế hoạch được cổ đông thông qua. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng hơn 12.324 tỷ đồng, tăng 22%. Trong phần lãi hàng chục nghìn tỷ đồng của Ngân hàng Techcombank có đóng góp đáng kể từ đầu tư chứng khoán khi khoản đầu tư này tăng 28% lên 84.632 tỷ đồng. Trong đó, khoản trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành tăng 53% lên 46.528 tỷ đồng. Trong năm 2020, dù tỷ trọng của mảng chứng khoán đầu tư trong tổng thu nhập của ngân hàng còn khá khiêm tốn 1,8%, nhưng Liên Việt Postbank là một trong những ngân hàng ghi nhận sự bùng nổ lợi nhuận từ chứng khoán đầu tư khi từ vị thế lỗ 54 tỷ trong năm 2019 thành mức lãi 138 tỷ đồng năm 2020. Theo những số liệu được công bố đến cuối tháng 12/2020, tổng giá trị chứng khoán đầu tư của Liên Việt Postbank ở mức 33.360 tỷ đồng. Còn tại OCB, mua bán chứng khoán là mảng có tăng trưởng lãi cao nhất trong năm 2020. Lãi từ chứng khoán kinh doanh của nhà băng này tăng tới 6,4 lần so với năm trước và đạt 131 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 60%, đạt 1.752 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý tư 2020, ngân hàng có lãi 954 tỷ từ mua bán chứng khoán, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Đáng chú ý ở một số ngân hàng nhỏ, chứng khoán đầu tư thậm chí là động lực tăng trưởng chính cứu cánh của các mảng hoạt động khác. Năm 2020, thu nhập lãi thuần của Vietbank sụt giảm 53%, chỉ đạt 573 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối có lãi khả quan, nhưng quy mô còn thấp. Trong khi đó, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng tăng tới 169%, đạt 834 tỷ đồng, cao hơn cả thu nhập lãi thuần và đóng góp tới 50% cho tổng thu nhập hoạt động. Theo đánh giá từ các chuyên gia, thì trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn tới nhu cầu vay vốn sụt giảm và ảnh hưởng đến nguồn thu nhập lãi thuần tăng thấp. Tuy nhiên, mảng chứng khoán đầu tư trở thành điểm sáng, giúp cho nhiều ngân hàng gia tăng lợi nhuận. Đặc biệt là trong nửa đầu năm 2020, lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng ghi nhận mức tăng 200% so với cùng kỳ của năm 2019. Nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng hàng chục lần so với cùng kỳ của năm trước và thậm chí là chuyển từ lỗ sang lãi lớn. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những phân tích sau từ phía chuyên gia về hoạt động kinh doanh này tại các ngân hàng. Thống kê từ báo cáo tài chính của 29 ngân hàng trong nước, tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán gồm chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 8.100 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2019. Cùng với mảng tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán được nhận định đã góp phần không nhỏ vào tổng lợi nhuận ngân hàng của các ngân hàng trong năm 2020, bên cạnh mảng tín dụng và dịch vụ. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì đúng là các ngân hàng niêm yết vừa qua cũng đã tăng có mức tăng trưởng thu nhập từ cái mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư rất là cao. Thì đặc biệt là ba ngân hàng quốc doanh niêm yết có mức tăng trưởng gần 3 lần so với năm 2019.
thì lãi suất trái phiếu chính phủ xuống thấp tạo vào cái cơ hội cho các ngân hàng nắm giữ, đặc biệt là các ngân hàng nắm giữ trái phiếu chính phủ, tạo ra một cái nguồn lợi tiềm năng cho các ngân hàng. Thì trong một năm mà cái tăng trưởng tín dụng nó cũng ở mức thấp so với năm 2019, đồng thời thì cái biên lãi NIM nó cũng bị co hẹp ở nhiều ngân hàng, thì cái lợi nhuận từ cái mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư cũng đã hỗ trợ một phần cái tổng thu nhập hoạt động. Có thể nhận thấy phần lớn lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đến từ mảng chứng khoán đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư của 29 ngân hàng được thống kê đạt hơn 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước và chiếm 3% tổng thu nhập hoạt động, so với mức gần 1,1% của 6 tháng năm 2019. Chứng khoán đầu tư theo quy định là các loại giấy tờ có giá trị rủi ro thấp và thanh khoản cao, trong đó trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, thường chiếm tỷ trọng lớn. Cái sản phẩm trái phiếu này nó không phải là một cái lĩnh vực ngắn hạn, mà thật ra nó là một trong những cái lĩnh vực mà đóng góp mà nhiều vào sự phát triển của ngành ngân hàng. Và nó cũng là một trong những cái lĩnh vực mà có thể giúp cho các cái hoạt động của ngành ngân hàng ngày càng được mở rộng hơn, cũng như là các cái sản phẩm dịch vụ từ ngân hàng nó cũng được phát triển nhiều hơn. Rồi để rồi từ đó nó sẽ đóng góp vào các cái thu nhập của ngành ngân hàng. Và tôi nghĩ cái nghiệp vụ phát hành trái phiếu hay là mà đầu tư mua bán trái phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu vân vân, nó sẽ còn ngày càng mở rộng hơn và ngày càng tăng trưởng. Chúng ta cũng biết rằng trong những giai đoạn mà gia vốn thị trường kinh doanh nó khó khăn, thí dụ như cho vay doanh nghiệp nó có những cái khó khăn nhất định, chẳng hạn như lo lắng về dịch Covid làm cho cái việc an toàn vốn cái thu hồi nợ, rồi kể cả là cho vay tiêu dùng cá nhân, rồi trong giai đoạn 2020 không phải là cái năm mà người dân họ vay mạnh trong việc đầu tư bất động sản cũng như trong việc là tiêu dùng nhiều, thì như vậy thì cái nguồn vốn ngân hàng họ phải chuyển qua một cái lĩnh vực mà an toàn hơn, đó là trái phiếu chính phủ. Như vậy xét về cái lợi nhuận thì rõ ràng là do ngân hàng họ chuyển phần vốn qua trái phiếu phụ lên cái lợi nhuận nó cao như chúng ta thấy. Khi nắm giữ chứng khoán đầu tư, ngân hàng kỳ vọng nhận được hai nguồn thu nhập bao gồm các khoản lãi định kỳ, lãi coupon và lãi từ chênh lệch giá mua và giá bán. Trong đó, các khoản lãi coupon nhận định kỳ sẽ được hạch toán trực tiếp vào thu nhập lãi thuần, còn lãi từ chênh lệch giá mua bán sẽ được hạch toán vào lãi thuần từ chứng khoán đầu tư theo khoản mục thu nhập và chi phí mua bán chứng khoán đầu tư. Mặt khác, những tháng đầu năm 2020, lãi suất trái phiếu chính phủ cũng như trái phiếu doanh nghiệp liên tục sụt giảm mạnh trên thị trường thứ cấp, khiến giá trái phiếu tăng cao giúp các ngân hàng thu được các khoản lãi lớn từ chênh lệch giá. Việc lãi suất xuống thấp thì nó tạo ra một cái cơ hội rất là tốt. Thì như đã nói là cái bình thường thì một lãi suất một cái chứng khoán có thể sinh lợi theo cái coupon của nó. Thì tuy vậy khi lãi suất xuống thấp thì các ngân hàng có thể bán lại cái trái phiếu đó và ghi nhận một cái lợi nhuận cao hơn rất là nhiều so với lại cái lượng coupon nhận được trong tương lai. Thì đây chính là cái yếu tố sẽ hỗ trợ cái thu nhập của các ngân hàng trong thời điểm ngắn hạn. Do vậy cái nguồn lợi nhuận tiềm năng mà các ngân hàng có thể kinh doanh trên cái chứng khoán này cũng còn rất là nhiều. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ba bên, ngân hàng, công ty chứng khoán và nhà đầu tư cũng là một trong những nghiệp vụ giúp các ngân hàng gia tăng lợi nhuận. Theo quy định của Ủy ban chứng khoán thì các công ty cổ phần chỉ được phép cấp margin đối với các mã cổ phiếu đạt đủ điều kiện và nằm trong danh mục của ủy ban. Bên cạnh đó thì tỷ lệ cho vay cũng bị giới hạn ở mức cao nhất 50%. Do đó, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn cho các nhà đầu tư, thì một số các công ty chứng khoán kết hợp với một bên thứ ba là ngân hàng nhằm cung cấp hạn mức cho vay với các khách hàng có tài sản thế chấp tốt mà chưa nằm trong danh mục cho vay của Ủy ban chứng khoán. Cái lượng cho vay margin mà hợp đồng ba bên giữa các ngân hàng và các công ty chứng khoán thì sẽ tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới, đặc biệt là khi cái lượng vốn của các công ty chứng khoán đối ứng bắt đầu tăng nhiều hơn. Tại vì dự kiến thì trong năm nay rất là những công ty chứng khoán họ sẽ bắt đầu tiến hành tăng vốn điều lệ, trong đó có VND của chúng tôi cũng như là một số công ty chứng khoán khác. Thì do vậy thì về mặt quy định thì chúng ta sẽ vẫn có thể cho vay khách hàng nhiều thông qua các hoạt động cho vay ba bên giữa ngân hàng và công ty chứng khoán. Thì các ngân hàng, tại vì đối với cái mặt bằng lãi suất cho vay ở công ty chứng khoán hiện tại là khá cao, ở mức trên 10% một năm, thì nó rất hấp dẫn.
và các ngân hàng sẽ tiếp tục có cái dư địa để đẩy mạnh hoạt động ấy ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế, đầu tư vào các chứng khoán đầu tư về lý thuyết là một hoạt động bình thường của ngân hàng, một kênh đầu tư vào những tài sản sinh lợi góp phần đảm bảo dự trữ thanh khoản. Bởi chứng khoán đầu tư không chỉ giúp ổn định thu nhập, mà các ngân hàng còn có thể mua và giữ lại để cân bằng rủi ro. Thêm nữa, chứng khoán đầu tư còn dễ dàng mua và bán, nên có thể đáp ứng nhu cầu thanh khoản kịp thời hoặc dùng cầm cố để vay vốn bổ sung. Không phủ nhận rằng việc kinh doanh chứng khoán đã mang lại lợi nhuận cao cho các ngân hàng trong năm 2020 khi mà nền kinh tế bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, khiến cho hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng là cho vay đã bị gián đoạn và sụt giảm. Tuy nhiên, liệu rằng đây có phải là mảng kinh doanh tiềm năng của các ngân hàng hay không? Và trong năm 2021, hoạt động kinh doanh chứng khoán có còn thực sự hấp dẫn nữa hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ từ phía chuyên gia. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chứng khoán, các chuyên gia kinh tế nhận định việc ngân hàng đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng khó khăn là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, kinh doanh chứng khoán không phải là hoạt động chính của ngân hàng. Do đó, các ngân hàng cần phải tập trung mạnh vào việc phát triển hoạt động chính của mình là trung gian cung ứng vốn cho nền kinh tế, cho các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất và nhu cầu vốn tiêu dùng của người dân. Cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán không phải là lĩnh vực ngân hàng thương mại liên lạc. Và chúng ta cũng biết là trong cái cơ cấu hệ thống ngân hàng thì nó phải có là ngân hàng thương mại chủ yếu là huy động vốn của đại chúng và giữ cho an toàn và cho vay tiêu dùng cá nhân, cho vay vào vốn lưu động của doanh nghiệp và một phần cho vay đầu tư trung hạn doanh nghiệp. Còn cái lĩnh vực mà ngân hàng đi đầu tư, chẳng hạn đầu tư trái phiếu, đầu tư vào cổ phiếu thì sẽ hạn chế. Mà cái đó phải thuộc về ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên cơ cấu của Việt Nam mình thì không có tách ra hai lĩnh vực là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, mà ngân hàng thương mại họ làm luôn hai việc. Và có những giai đoạn như là giai đoạn 2012-13 khi mà thị trường chứng khoán bị chao đảo, hoặc là 2008 thì nhiều ngân hàng đã bị thua lỗ từ cái việc là đầu tư vào chứng khoán do là không tách biệt được ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Năm 2020, ngân hàng vừa là nhà phát hành, vừa là nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất thị trường. Việc tăng gấp đôi, gấp ba lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ đã giúp nhiều nhà băng giữ phong độ lợi nhuận năm 2020 bất chấp tín dụng tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, việc các ngân hàng tiếp tục mạnh tay đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hiện nay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Riêng đối với trái phiếu doanh nghiệp thì nó có một cái rủi ro riêng liên quan đến cái quy định về trích lập dự phòng và các quy định về cơ sở hạ tầng, ví dụ như là xếp hạng tín nhiệm của các trái phiếu. Nó còn đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn rất là mới. Do đó nó nằm ngoài thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nằm ngoài cái khẩu vị rủi ro của nhiều ngân hàng. Thì chúng tôi đánh giá là cái việc nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, cũng mang lại một số rủi ro khi mà cái quy định nó còn chưa có rõ ràng và chưa có cụ thể đối với nhiều mặt cho các ngân hàng và các định chế tài chính. Bên cạnh đó, nhìn nhận về năm 2020, các chuyên gia cũng cho biết tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng dự kiến 11-13%, chủ yếu đến từ sự phục hồi nhu cầu vay khách hàng. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng sẽ hạ nhiệt. Niêm dự kiến không được cải thiện nhiều so với năm 2020 do các ngân hàng chịu sức ép hạ lãi suất từ phía ngân hàng nhà nước để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Đồng thời, mặt bằng lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng nhẹ do sự phục hồi nhu cầu tín dụng, sự dịch chuyển từ kênh huy động trái phiếu sang kênh tín dụng ngân hàng. Cái Covid mọi người đều biết rồi. Thì cái hoạt động kinh doanh chính của những các doanh nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng, là ảnh hưởng tới cái việc mà kinh doanh, thì cái việc mà đi vay nó sẽ, cái việc tăng trưởng tín dụng để đảm bảo thì nó cũng khó. Nên trong năm nay thì sau khi mà cái tăng trưởng tín dụng, sau khi cái Covid nó bắt đầu qua đi, ta bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh bình thường, là nếu bắt đầu tăng trưởng trở lại thì nghĩ là tăng trưởng tín dụng sẽ quay trở lại một cách thực chất hơn, là sẽ chảy vào các kênh mang tính chất là gián tiếp như là chứng khoán. Theo dự báo của các chuyên gia, ngân hàng sẽ không có nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu trong năm 2021, và rủi ro tiềm ẩn lớn từ việc lãi suất trái phiếu chính phủ phục hồi. Các ngân hàng sẽ chủ động chuyển nhóm nợ đối với dư nợ tái cơ cấu, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, chuẩn bị cho sự hạ cánh mềm về chất lượng tài sản trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.